Ông mình mới ăn chỗ này. Ướt ngập đường à? Ngập đường. Thế à? Đây chỗ này là buộc mấy ngày trước đây. Ôi. Sâu quá, chỗ này ở trong cái ven này sâu quá. Đấy, không buộc nó ngập bỉm thì hôm nay coi là lướt lanh hết. Ui giời, sâu quá. Đã 1 giờ chiều á. Thế à, xem nào. Ánh mặt trời không nhìn thấy gì. Ngập hết cả đường này. Đấy. Ăn bát rồi lại buộc chứ không có về lâu lắm. Úi giời. Cơm trưa của Kim Huệ ăn tạm mà bát cơm rồi là lại buộc ngay, có không thì không mất thời gian lắm. Đấy. Buộc tương đối là được 80% rồi, còn 20% nữa thôi, cố gắng. Ăn nhiều thứ thế ăn làm sao được hết. Để ông sẽ mang cơm ra ngoài đồng thì ăn đây. Gọi về chị cũng không về được. Đổ bát cơm thôi không ăn được nhiều. Thế này, ngập hết cả đường đi. Nước to mênh mông. Rồi, mời cả nhà ăn cơm cùng với Kim Huệ nha. Đây. Để cắt cái chỗ này. Đây, cắt cái chỗ này nó chín. Cắt chỗ này nó chín là để chín. Hả? Nó chưa chín. Ừ thì nó cũng chín hơn đi. Chín hơn ấy để phơi để mai để lượm tí đồng. Nó phải ra mưa. Úi giời. Nó mà vào chân cho một cái thì mất chân. May quá chiều hôm nay nó nắng chứ không có. Cây lúa rất là tốt. Luôn.
chầm chìm quá cơ. Thế xong là cái thóc này này, cái thóc này mình phơi ra để cho gà. Đây dày lâu rất nhiều, mình có nhìn thấy không? Đây, những con dày lâu rồi này. Dày lâu không phun nữa, chỉ có vài hôm nữa là gặt thôi. Đây, ông có nhìn thấy không này? Đấy. Cái trắng là không phải. Cũng còn dày nâu đây. Đấy nó nhảy đây này, đây này đấy, đấy. Nhảy đấy. Cái tanh tách ấy, gì? Cây rất là to. May quá hôm nay chiều hôm nay nắng chứ không có thì không còn rơm lượm. Thôi mình tắt đi thôi. Cắt lúa nước ngập tận gốc, cắt tận gốc. Thế mới để trời đời. Bây giờ ngập thì mình cắt này thì không ý nó. Rơm cúi không có, thế là bây giờ phải cắt lúa tươi nhà mình sát tận gốc, ngập dưới nước. Phơi lấy cúi lấy rơm để buộc. Khổ đấy ơi là khổ. Không mà phơi thì lấy rơm đâu mà buộc. Ở dưới đồng còn 6 xào nữa. Này bắt đầu từ mai mới lại xuống đồng buộc được. Đấy, cắt mấy cái cây đổ đổ đi. Thôi cái chỗ đấy nó. Cây đổ không đằng nào nó chả vứt đi. Cắt làm gì mà cắt sát tận gốc. Đâu vẫn còn. Đất. Để sau cái ống nó khó lắm. Khó buộc, nó tươi, nó giòn hiểm cọc. Thì phơi nó, héo đi chứ ai để tươi để buộc. Thôi cắt đi. Cái liềm mới quẹo vào chân chết không nhìn thấy gì. Cắt mò cần lắm. Thế xong mình cứ ở trên mình cứ giải giải hộ tớ ra ra đi ấy thôi. Từ giờ đến tối là mình gọn vào mà cái giải nó mỏng ra. Giải ở đây nó có phải là cái đường kia đâu mà nó khô, nó dưới không hút trên thì... Không, cứ giải mỏng nó trên cỏ thôi. Nó xách, xách lên kia thì mất thời gian. Quá. Từ hôm mùng 7, hôm nay là 12 à? Bão hôm mùng 7 nhỉ? Mùng 7. Hôm nay là 12, thế là đi 5 ngày. May quá nó nắng lên.
chấm xuống nước nó đã mọc mầm đây này. Cây này, khóm này là bị sâu đây. Chuột cắn. À. Chuột cắn. Nhưng vẫn được, bông vẫn được. Cắt thế rồi. Ăn thua gì? 6 xào cơ mà. Ủa. 6 xào ruộng cuộc cơ mà. Ăn thua gì? Thế này có điên không? Ui, năm nay bác Thế vào cầu rồi. Lúa có đổ đâu. Cây lúa không đổ. Đúng rồi, cấy lúa không đỏ là nó không đỏ, cấy lúa đỏ nó cứ đỏ. Bác cũng mách em thì em cấy cùng bây giờ. Nhà bác với nhà Hạnh Hà là không đỏ. Chứ cái chỗ nào mà cấy cái thơm là nhỏ bên nhà em là nó đỏ. Năm nay bác Thế này thắng to. Năm ngoái anh thắng đậm rồi, năm nay anh thắng. Thôi đấy thôi. Nặng quá cái gốc. Ngồi nghe tắt đi nha. Thêm mấy gồi nữa. Thôi thế là nhiều rồi đấy. Ôi dồi ôi, ăn thua gì? Ăn thua gì mà nhiều? Để từng này nữa. Trời, thế thì đến Tết Tây à? Không, em để mai em phơi rau ráo để mai em buộc ở cái đồng. Cái đồng cũng đỏ. Vâng, đỏ hết bác ạ. Đỏ luôn á. Lúa mà sao chú đắp lên kia đầu kia này cho máy xuống chứ hơn. Nhà em có khi cắt tay ấy. Chứ còn đợi máy thì đến bao giờ, nhà em để chín trước này. Đi từ nay hôm mấy tính, hôm nào tới đâu tính đấy. Vâng, không vàng trước. Cứ làm đâu tính lên đây rồi, thôi ạ. Chứ hôm nào mà thấy mà phù hợp thì làm được. Con nhà nó gặt thì mình gọi, thì nếu được là mình cắt luôn. À thì không có phù hợp. Con nhà là nó chắc mà nó còn con nhà ăn chín nhiều rồi. Tắt đi được. Con nhà mà